cách chạy quảng cáo Google khi bạn search từ khóa bạn muốn tìm thì trang web của bạn sẽ hiển thị trên trang 1 hoặc trang 2 của Google. Ở đây, trang hondaphanthiet.com đang chạy quảng cáo trên Google. Lưu ý khi chạy quảng cáo tìm kiếm Google thì sẽ phân biệt chữ có dấu và không dấu. Cần chuẩn bị, một là trang đích website cần chạy quảng cáo, tức bạn phải dựng một trang web của bạn thì mới chạy được quảng cáo của Google được. 2. Tài khoản Google Ads đã liên kết với tài khoản ngân hàng mình, có thể liên kết trước hoặc sau cũng được. Nếu bạn chưa có thẻ thì bạn ra ngân hàng đăng ký thẻ Visa chạy trước hoặc cho sau đều sẽ chạy quảng cáo Google. 3. Bộ từ khóa cần chạy bạn phải chuẩn bị trước. Ví dụ bạn bán xe Honda Auto thì bạn sẽ liệt kê những từ khóa mà khách hàng có nhu cầu mua xe sẽ search trên Google. Ví dụ Honda City, Honda CR-V, Honda Civic. Càng nhiều từ khóa càng tốt thì khả năng tiếp cận khách hàng càng cao. Bạn gõ Google Ads từ trong kết quả tìm kiếm, chọn đăng nhập. Bạn chọn chuyển sang chế độ chuyên gia, lưu lượng truy cập trang web, tìm kiếm là tiếp cận những khách hàng quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn bằng quảng cáo dạng văn bản. Bạn nhập địa chỉ website cần quảng cáo. Nhấn tiếp tục. Bạn đặt tên chiến dịch mà bạn muốn chạy. Ở đây có hai mạng quảng cáo là mạng tìm kiếm và mạng hiển thị. Mạng tìm kiếm là website của bạn sẽ được hiển thị trên kết quả tìm kiếm của Google mà không cần SEO từ khóa, tức là bạn phải trả tiền cho Google để họ cho website bạn hiển thị trên kết quả tìm kiếm của Google. Mạng hiển thị sẽ xuất hiện trên trang web đối tác tìm kiếm. Các quảng cáo đó cũng có thể xuất hiện trên những trang có liên quan thuộc mạng hiển thị của Google. Bằng cách theo dõi, xét sao hiệu suất của mạng tìm kiếm, Google có thể hiển thị có chọn lọc các quảng cáo trên mạng hiển thị trong khi vẫn duy trì mức hiệu suất tương đương. Nên mục này mình sẽ bỏ đi để tiết kiệm chi phí quảng cáo. Mục vị trí là bạn muốn quảng cáo mình sẽ xuất hiện ở đâu mà sẽ có khách hàng tiềm năng. Cái này phụ thuộc vào mặt hàng hay là dịch vụ kinh doanh của bạn là gì. Phần ngôn ngữ bạn sẽ chọn tiếng Việt và tiếng Anh. Ngân sách cho chiến dịch thì bạn nên cân nhắc là một ngày bạn sẽ chạy bao nhiêu, có thể là 200.000 hay 300.000. Bạn đặt giá thấp quá thì Google sẽ gợi ý mức giá trung bình của nhà quảng cáo nên đặt. Phần đặt giá thầu bạn chọn là lượt nhấp, tức là khi người dùng search từ khóa trên Google rồi lít vô quảng cáo của bạn thì bạn sẽ bị trừ tiền. Phần mở rộng về đường liên kết trang web là hiển thị thêm những đường dẫn đến các trang trong website của bạn. Truy cập trang web còn chạy quảng cáo. Ở đây mình sẽ chạy quảng cáo xe CR-V nên mình sẽ thêm những trang liên quan như trang liên hệ. Trang xe Rio. Trang xe City. Trang xe Civic, mục đích là để khách có thêm nhiều sự lựa chọn. Ở phần mở rộng chú thích, nếu các bạn có muốn bổ sung thêm được thì mình sẽ ghi vô. Tới phần mở rộng cuộc gọi là mình sẽ thêm số điện thoại để khách hàng liên hệ, sau đó nhấn lưu và tiếp tục. Mình sẽ đặt tên nhóm quảng cáo. Tới mục từ khóa, các loại đối sách từ khóa Google AdWords có 3 loại đối sách từ khóa. Thứ nhất, đối sách chính xác. Từ khóa chính xác có dấu ngoặc đơn
làm cho quảng cáo hiển thị chính xác từ khóa tìm kiếm hoặc từ khóa không dấu của cụm từ chính xác đó, và sẽ không hiển thị các từ khác. Từ khóa cài đặt Honda CRV trong ngoặc đơn, từ khóa hiển thị Honda CRV, từ khóa không hiển thị xe Honda CRV. Đối sách cụm từ khóa chính xác có dấu ngoặc kép, quảng cáo có thể hiển thị cho các từ khóa bao hàm ý nghĩa của từ khóa. Nó sẽ thêm từ khóa đứng sau hoặc trước nó. Với đối sách cụm từ thì sẽ tiếp cận được nhiều cụm từ tìm kiếm hơn đối sách chính xác, nhưng ít hơn đối sách mở rộng. Từ khóa cài đặt Honda CRV trong ngoặc kép, từ khóa hiển thị Honda CRV, xe Honda CRV, Honda CRV mới nhất. Từ khóa không hiển thị Honda Auto CRV mô hình. Đó là sự thay đổi mới nhất của từ khóa khớp cụm từ. Nó sẽ hiển thị với các từ khóa bao hàm ý nghĩa của từ khóa và thêm các từ đứng trước sau. Đối sách rộng mang đến nhiều lượng truy cập nhất, cho phép quảng cáo của bạn hiển thị cho các tìm kiếm trên cụm từ tương tự đồng nghĩa cùng ngành nghề liên quan. Từ khóa cài đặt Honda CRV, từ khóa hiển thị Honda CRV, xe Honda CRV, Honda CRV mới nhất, giá xe Honda Auto CRV. Từ khóa không hiển thị Honda City, giá xe Honda HRV. Mẹo chọn loại đối sách từ khóa AdWords phù hợp. Theo kinh nghiệm của mình, các bạn nên nghĩ ra bộ từ khóa trước khi chạy quảng cáo. Các cách nghĩ ra từ khóa: thứ nhất, hỏi bạn bè, người quen, khách hàng xem họ hay tìm kiếm bằng từ khóa gì. Thứ hai, sử dụng công cụ tìm kiếm như là Google Keyword Planner, Keyword Tool.io, xem các sản phẩm tương tự trước kia bạn từng chạy và xem khách hàng hay tìm kiếm từ khóa nào. Ở đây mình demo nên chỉ chạy từ khóa mở rộng. Tùy theo lĩnh vực hay sản phẩm dịch vụ của bạn thì sẽ có sự lựa chọn khác sao cho phù hợp. URL cuối cùng ở đây mình sẽ chạy xe CRV nên sẽ để đường dẫn là trang CRV, hiển thị đường dẫn ghi xe CRV. Tới phần tiêu đề, bạn nên đặt tiêu đề cùng với từ khóa chính, tối đa mỗi dòng là 30 ký tự. Ở đây mình đặt là Honda ô tô Bình Thuận, giá lăn bánh xe ô tô Honda CRV, đăng ký lái thử xe Honda CRV, khuyến mãi Honda CRV ưu đãi, hỗ trợ vay mua xe Honda CRV chỉ từ 120 triệu sở hữu xe CRV. CRV bảo hành 50.000 km và 3 năm. Phần mô tả tóm tắt dịch vụ sản phẩm, chương trình khuyến mãi có lợi cho khách hàng để khách hàng kích thích click vô quảng cáo, tối đa mỗi dòng là 90 ký tự. Sau khi ghi xong, bấm xong, lưu và tiếp tục. Bạn điền họ tên và địa chỉ vào ô thông tin khách hàng. Phần thanh toán thủ công là bạn cần nhập số tiền mà bạn cần chạy cho chiến dịch quảng cáo Google của bạn. Ở đây mình ghi là 3 triệu, thì khi mà quảng cáo chạy hết 3 triệu sẽ dừng lại. Nếu khi hết chiến dịch đó bạn muốn chạy tiếp thì cần phải nạp tiền vào Google Ads. Nếu lần đầu bạn chạy quảng cáo thì bạn nên cần thêm phương thức thanh toán dựa trên thông tin tài khoản Visa mà bạn đã đăng ký ở ngân hàng thì mới chạy quảng cáo được. Nếu các bạn có thắc mắc gì, hãy comment phía dưới, mình sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để mình có động lực ra những video hay cho mọi người.